Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yoga Kim Dung. Dung rất vui được đồng hành cùng các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài tập yoga tập tại nhà thật đơn giản và dễ dàng các bạn nha. Bây giờ Dung mời các bạn vào bài tập. Chúng ta khởi động trước buổi tập, duỗi chân trái, gác chân phải lên, đan bàn tay vào bàn chân, xoay tròn cổ chân. Chúng ta khởi động chân. Xoay ngược lại. Kéo chân lên, nhịp gối. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Kéo mũi bàn chân lên, ép gối. Thả lỏng, mời đổi chân. Chúng ta luôn luôn ngồi giữ lưng thẳng. Khi chưa khởi động hơi thở, các bạn cứ hít thở tự nhiên theo hơi thở của mình. Xoay đổi chiều. Kéo chân lên, nhịp gối. Hai tay ôm gối bật. Kéo mũi bàn chân lên. Tay phải nắm ngón cái chân phải, tay trái đặt lên gối trái. Tay phải kéo căng, tay trái ép gối xuống giữ lại. Thả lỏng ra. Kéo hai bàn chân vào, nhịp chân. Đạp hai bàn chân vào, nghiêng phải trái. Ép xuống. Thả lỏng ra. Mời các bạn xếp chân luyện thở. Chúng ta khởi rộng, hai chân được mềm dẻ rồi chúng ta ngồi xếp chân hoa sen. Các bạn nào không ngồi được xếp chân hoa sen, chúng ta cứ ngồi chân trên chân dưới nửa hoa sen. Gác chân phải lên đùi trái, ngồi được hoa sen gác tiếp chân trái lên đùi phải. Thẳng lưng lên, hai tay đặt ngửa lên gối. Ngón cái, ngón trỏ chạm nhẹ, mắt khép. Hướng tâm trí vào hơi thở bụng. Hít sâu vào phình bụng. Thở chậm ra thớp bụng. Hít sâu phình bụng.
Mời các bạn chạm ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Chà thật mạnh lên. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Chúng ta đặt nhẹ vào mắt, kích thích mắt. Mở mắt và chớp chớp mắt. Một lần nữa nào, chạm mạnh hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ lên mắt. Giải tỏa mọi căng thẳng mệt mỏi ở mắt. Mở mắt và chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Từ từ mở tay ra. Mời các bạn vặn cột sống ở tư thế hoa sen. Tay phải úp qua hông trái. Được thì chúng ta kéo tới nắm mũi bàn chân phải. Tay trái đặt lên gối phải. Thẳng lưng hít vào. Xoay phải. Thở chậm ra. Trở về hít, xoay, thở, trở về hít, xoay, thở, xoay cổ, xoay vai, trở về hít, xoay, thở, xoay thêm, trở về hít, xoay, thở, xoay tối đa, thở hết hơi ra, thông thả trở về, thả lỏng tay. Mời đổi bên, thẳng lưng hít vào, xoay trái, thở, trở về hít, xoay, thở, trở về hít, xoay, thở, xoay cổ, xoay vai, trở về hít, xoay, thở, xoay thêm, trở về hít, xoay, thở, xoay tối đa, thóp bụng thở hết hơi ra, thông thả trở về, thả lỏng tay. Mời đổi chân, hai tay đang sau lưng, thẳng tay, mở vai ưỡn ngực, ngửa cổ ra sau, hít sâu. Rương dài cột sống vừa cuối, thóp bụng thở chậm râm. Từ từ ngẩng cổ nâng người lên hít. Cuối thở bật tay cao lên. Lên hít. Cuối thở lên hai in, cuối thở lần nữa lên hai in, cuối thở ép chân ép mông, bật tay ta lên, trán mũi chạm sàn, thóp bụng thở hết hơi ram.
Từ từ nâng người lên. Ai thả lỏng tay, thở thẳng lưng, cúi đầu thấp bụng, thở xương cằm chạm xương ức. Ai về giữa, ngửa ra sau, thở căng cuốn ngọng tối đa. Ai về giữa, nghiêng phải, thở căng cổ bên trái, liếc mắt lên góc trái. Ai về giữa, nghiêng trái, thở căng cổ bên phải, liếc mắt lên góc phải. Chúng ta kết hợp tập luôn cho mắt. Ai về giữa, xoay nhìn phải, thở liếc hết qua phải. Ai về giữa, xoay trái, thở liếc hết qua trái, luôn luôn giữ cột sống thẳng. Ai về giữa, cúi xuống thớp bụng, thở xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ. Xoay đổi chiều. Mời các bạn tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua, đan chặt, kéo vào hít, đẩy ra thở. Nâng lên. Hạ xuống. Hít hai, nâng lên. Hạ xuống thở. Hít ba, nâng lên giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một, hạ xuống thở ra, trả về. Đổi tay, kéo vào, đẩy ra. Hít một, nâng lên, hạ xuống thở ra. Hít hai, nâng lên, hạ xuống thở ra. Hít ba, nâng lên, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống thở ra. Trở về thả lỏng tay. Dùng lực tay đặt cành đầu gối, nín thở, nâng người lên. Hạ xuống, thả chân ra, xoa bớt chân. Mời chống người lên. Khởi động cột sống ở tư thế thở lưng mèo. Tay chân mở rộng bằng vai. Cong lưng lên thấp sát bụng thở ra. Hít sâu chùng lưng rướn cổ. Thở ra cong lưng khớp bụng thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm ra. Cảm nhận từng đốt sóng di chuyển. Hít sâu. Thở chậm ra. Hãy sâu, đặt hết tâm trí vào bài tập. Thở chậm ra.
Lần nữa hít sâu, giữ lại. 5 4 3 2 1 thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu, trương người lên. Thu về thở rầm. Hít sâu. Thở rầm. Hãy sâu. Thở sâu. Hãy sâu. Thở sâu. Lần nữa hãy sâu. Xoay vai, ưỡn ngực, ngả lưng ra sau, giữ 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Cuộn người ngồi lên. Ngồi duỗi hai chân về trước. Thẳng gối đứng hai bàn chân, vươn hai tay lên hít sâu. Trường tới gộp xuống thốt bụng thở săn. Hít sâu. Thở chậm săn. Hít sâu. Thở săn. Hãy sâu. Thở sâu. Hãy sâu. Thở sâu. Lần nữa hãy sâu. Thở sâu, trường dài người tới gập xuống, hóp bụng thở ra giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu. Hạ tay thở ra thả lỏng. Mời đứng lên. Đứng cách đầu thảm hai tấc. Chân khế, tay chấp trước ngực. Thở hết hơi ra. Vươn hai tay lên cao hít sâu. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra. Nâng lên hít sâu. Trường người tới cúi xuống thớp bụng thở ra. Huệ gói bước chân phải dài ra sau, hít sâu. Bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới thẳng người, hít thêm. Hạ gói, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông thở ra. Trường người lên hít sâu. Nâng lên cúi xuống thốt bụng thở ra. Chân phải ra sau lên cao hít sâu. Đẩy tới bước lên bằng hai tay. Bước tiếp lên thở ra. Hai tay ra chỉnh đầu nâng người lên hít sâu.
kẻ căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu, trường người tới cúi xuống thô bụng thở rầm. Khuê gói bước chân trái và ra sau hít sâu. Bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới hít thêm. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông thở rầm. Trường người lên hít sâu. Nâng người lên cúi xuống thấp bụng thở rầm. Chân trái ra xa lên ca hít sâu. Bước lên bằng hai tay. Bước tiếp lên thở rầm. Hai tay ra kình đào nâng người lên hít sâu. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu. Trường người tới cúi xuống thốt bụng thở rầm. Người gói bước chân phải và ra sau hít sâu. Nâng người lên kéo căng tay vai thở rầm. Nâng lên hít sâu. Bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai lật tay phải lên thở rầm. Hạ tay xuống hít sâu. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông thở rầm. Trường người lên hít sâu. Nâng lên cúi xuống thớp bụng thở rầm. Chân phải ra sau lên cao hít sâu. Đẩy tới bước lên bằng hai tay nâng người lên thở rầm. Nâng lên hít sâu. Bước tiếp lên thở rầm. Hai tay ra kình đào nâng lên hít sâu. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu. Trường tới cúi xuống thở rầm. Người gói bước chân trái dài ra sau hít sâu. Nâng người lên kéo tay vai căng ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu. Bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai lật tay trái lên thở rầm. Nhìn theo tay trái. Hạ tay xuống hít sâu. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông thở rầm. Trường người lên hít sâu. Nâng lên cúi xuống thốt bụng thở rầm. Chân trái ra sờ lên ca hít sâu. Đẩy tới bước lên bằng hai tay nâng người lên kéo căng tay vai ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu. Bước tiếp lên thở rầm. Hai tay ra kình đầu, nâng người lên hít sâu. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu. Chắp tay hạ xuống trước ngực thở rầm. Hạ tay, mở chân bằng vai. Mắt khép hít thở sâu vào điều hòa hơi thở. Thank you.
Mời các bạn tập tiếp. Trụ chân trái, hít sờ vào, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái, đặt cao lên, mở đầu gối ra giữ khớp hông ngang lại. Hai tay vươn lên cao chắp tay, mắt tập trung nhìn một điểm, thở chậm ra. Giữ tư thế lại là hít thở đều, không nín thở. 5 4 3 2 1 Hít vào, đặt tay phải lên gối, nghiêng người qua phải, thở ra. Giữ tập trung hít thở 5 4 3 2 1 Nâng lên, hít vào, hạ tay chân, thở ra, thả lỏng. Mời đổi chân, hít sâu vào, áp lòng bàn chân trái lên đùi phải, mở gối, hai mở khớp hông ra ngang nhau, vươn tay lên chắp tay trước ngực, thở chậm ra. Giữ tư thế và tập trung hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, đặt tay trái lên gối, từ từ nghiêng người qua trái, thở ra. 5 4 3 2 1 Nâng người lên, hít vào, hạ tay chân, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Hai chân mở rộng gấp đôi vai, mở mũi chân phải, chúng ta xoay người qua bên phải, hai tay đan sau lưng, thẳng tay, mở vai, ưỡn ngực, hít sâu, tấn gối phải xuống góc vuông, thở, nâng lên, hít vào, hai hốc bụng, thở ra, lên, hít sâu, ba, thở ra, hít sâu, bốn, thở ra, hít sâu, năm, thở ra, tấn chắc chân, siết mông đùi bụng, trương tới cúi xuống, bật tay cao lên, rút đầu xuống, giữ 5 4 3 2 1 Nâng người lên, hít vào, thả lỏng tay, thở ra, đóng mũi chân phải, mở mũi chân trái, xoay người qua bên trái, hai tay đang ở sau lưng, mở vai, ưỡn ngực, hít sâu, tấn gối trái xuống, thở ra, lên, hít sâu, hai, thở ra, nhớ đầu gối gốc vuông, lên, hít sâu, ba, thở ra, hít sâu, bốn, thở ra, hít sâu, năm, thở ra, ép xuống, trường tới, siết chắc mông đùi bụng, thở ra, năm, thở gối phải, tấn chắc gối trái, bốn, ba, hai, một, nâng lên, hít sâu, thả lỏng tay, đóng mũi chân trái lại, thở, hít vào, từ từ, tấn hai gối xuống, thở ra, nâng lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, lần nữa, thở ra, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ nâng lên, xoay người qua bên phải, tấn gối và hạ đầu gối trái xuống, vẫn chống mũi chân trái lên, nâng lên, hít sâu, vươn hai tay lên, tấn gối ép hông, hạ tay trái lên chân trái, ngã ra sâu, thở ra,
giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu, thẳng gối phải lên, trường người tới, giữ dài lưng, gập xuống thở sầm. Ép sát lên, hốt bụng thở sầm, thẳng gối ép sát thở 5, 4, 3, 2, 1, tấn gối hít vào, vươn hai tay lên, xoay người qua bên phải, đặt tay phải lên chân trái, từ từ ngã ra sau, lướt tay ra sau, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu, thẳng gối phải, trường dài người tới, mở hai tay ngang ra, thân song song với sàn, thở ra 5, 4, duỗi dài lưng, 3, 2, 1, gập sâu lên chân, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, tấn gối hít vào, nâng đầu gối trái lên, tấn chắc chân phải gót vuông, vươn hai tay lên, khóa các ngón tay, duỗi hai ngón tay trở lên, tấn gối ép hông hít sâu, từ từ kéo căng tay vai ngã ra sau, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu, trường người tới, thẳng gối đạp gót chân sau, duỗi dài lưng tới, gập sát lên, thở ra 5, hít thở đều đi nào, 4, 3, 2, 1, lên hít vào, từ từ xoay người qua bên trái, đổi bên, hạ đầu gối phải xuống, vẫn chống mũi chân phải, nâng người lên, đầu gối trước gốc vuông, vươn hai tay hít sâu, hạ tay phải lên chân phải, ngã ra sau, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít sâu, thẳng gối lên, trường dài người tới, hốt sát bụng thở ra, duỗi dài lưng gập lên chân thở ra 5, ép căng gân kheo chân trái 4, 3, cảm nhận căng lưng hốt bụng 2, 1, tấn gối hít vào, vươn hai tay lên cao, xoay người qua trái, hạ tay trái lên chân phải, ngã ra sau, thở ra, lướt tay đi theo chân 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu, thẳng gối chân trước lên, trường tới hai tay dang ngang, duỗi dài lưng, thân song song với sàn, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, hạ tay và gập chân lên, gập thân sát lên chân, thở ra 5, 4, ép căng đi nào, 3, 2, 1, tấn gối hít vào, nâng đầu gối phải lên, tấn chất chân trái, vươn người lên, hít sâu, khóa các ngón tay, duỗi hai ngón tay trỏ, kéo căng tay vai ngã ra sau, thở ra 5, siết chất đùi lại nào, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu, thẳng gối đạp gót chân sau xuống, trường dài người gập xuống, thở ra, trường dài người tới, hốt sát bụng, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, từ từ xoay người về trước, hạ đầu gối xuống,
mở đầu gối dưới mũi chân chạm nhau và nằm xuống. Thở ra thả lỏng, hít thở sâu vào. Mũi chân chạm nhau, mở rộng đầu gối rộng bằng tấm thảm. Hai tay hơi co, úp xuống dưới sàn. Bàn tay úp xuống đặt cao hơn đầu một chút. Thở hết hơi ra, trườn người lên. Hít vào con ếch, mở đầu gối ra. Thu về thở ra. Trườn lên hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Lần nữa hít sâu. Giữ lại. 5 4 3 2 1 từ từ nằm xuống luôn. Gối mở rộng ra và cẳng chân gốc vuông với đùi. Nằm xuống và hai tay gấp ngược lại. Hai tay cẳng tay và tập trung hít. Chống tay và thu người về. Em bé thả lỏng. Cuộn người ngồi lên. Ngồi duỗi chân về trước. Hai chân hơi co lại. Hai tay ôm gối, thở hết hơi ra. Hít vào từ từ cong lưng ra sau hốc bụng thở ra. Lên hít sâu. Hai thở ra, luốt tay theo đùi nè. Hít sâu. Ba thở ra. Hít sâu. Bốn thở ra. Hít sâu. Năm thở ra. Giữ lại. Duỗi hai chân lên, hai tay song song luôn. Giữ 5 4 3 2 1 hạ người nằm xuống. Hai chân khép sát, thở hết hơi ra. Hít vào nâng một chân phải 45 độ, co gối vào. Tay trái ôm gối phải, tay phải ép cẳng chân hốc bụng thở ra. Hít vào nâng đầu lên, mũi chạm gối thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 hạ đầu hít vào. Tay phải mở ngang úp bàn tay xuống.
Tay trái ôm đầu gối phải, ép gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 trở về, hít vào, duỗi chân hạ xuống, thở ra. Đỡ chân, thở hết hơi ra. Nâng một chân trái 45 độ, hít vào, gấp gối vào, tay phải ôm gối trái, tay trái ép cẳng chân thớp bụng, thở ra. Nâng đầu lên, hít vào, mũi chạm gối, thở chậm ra, giữ lại. 5 4 3 2 1 hạ đầu, hít vào, tay trái mở ngang, úp bàn tay xuống, tay phải ôm gối ép qua bên phải, xoay mặt qua trái, thở ra, giữ lại. 5 4 3 2 1 trở về, hít vào, duỗi chân trái à xuống, thở ra. Hai chân khép sát, thở hết thời ra. Hít vào, nâng hai chân 45 độ, gấp gối vào, vòng hai tay ôm gối, thở hết thời ra. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 hạ đầu, hít vào, mở tay phải ngang qua úp bàn tay, tay trái ôm hai gối ép qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 trở về, hít vào, đổi bền, thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 trở về, hít vào, dưới chân hạ xuống, thở ra, thả lỏng ra. Mời xoay người qua phải, nằm sấp xuống, duỗi căng cuốn họng, đặt cằm xuống sàn, chân khép, hai tay xuôi theo thân, thở hết hơi ra. Hít vào, nâng một chân phải cao lên, thở ra giữ lại. 5 4 3 2 1 cao lên, gấp cẳng chân, bật cao đầu gối. 5 4 3 2 1 tay trái nắm chân phải, kéo căng lên, từ từ lật qua bên trái, lật vai phải, xoay mặt lên. 5 mở tay phải ra luôn nào, mở căng 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 ra. 4 3 2 1 trở về, hít vào, duỗi lên, hoa xuống, thở ra. Đổi chân, hít vào, nâng chân trái cao lên, cao lên. 5 4 3 2 1 gấp chân lại, bật cao đầu gối lên. 5 4 căng lên. 3 2 1 tay phải nắm chân trái, kéo căng và từ từ lật người qua bên phải, lật tay trái lên, xoay mặt lên. 5 4 3 2 1 trở về, hít vào, duỗi chân hạ xuống, thở ra, co tay ngang vai, xoay mặt qua trái, hít thở sâu. Mở lớp nâng bên trái trở lại, lật ngửa ra.
hai chân mở rộng bằng vai, tay xuôi theo thân, nâng tay chân lên cách sàn, duỗi căng 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 căng, rơi tự do. Đặt gót xuống, nâng mông lên xi, rồi đặt mông nâng lưng lên xi, rồi chậm chậm xoay mặt qua phải, lỗ tai chậm sang, xoay qua trái, lỗ tai chậm sang, trả về giữa, duỗi thẳng cổ căm hướng vào ngực, thắt bụng ép sát thắt lưng xương, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Thank you.
nhúc nhích các ngón tay ngón chân, bàn tay bàn chân. Hai chân khép sát, hai tay đang vươn căng qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Xoay người qua phải, tay phải đỡ đầu, tay trái chống trước ngực. Co gối, hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Massage trán. Massage mắt. Massage mặt. Vuốt xa tay phải xuống nhấc cằm, ngược lại. Massage cổ. Vai. Tay. Hai chân. Massage hai quả thận. Các bạn ơi, bài tập của Dung đến đây đã hết rồi. Nếu các bạn thích bài tập của Dung, nhớ bấm nút like và nút đăng ký màu đỏ bên dưới. Và nếu được nữa thì cho Dung một cái comment để Dung có động lực ra những clip tiếp theo các bạn nha. Bây giờ Dung xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.